Tồi hơn so với bình thường không? Tồi hơn, ví dụ thường rất hay gặp là khi bệnh nhân bắt đầu mọc răng 8 thì những cái răng này bị đẩy tồi lên. Hoặc một số trường hợp bệnh nhân hàn răng hoặc phục hình, sau khi hàn răng hoặc sau khi phục hình thì cái đấy nó bị cao lên thì mình xử trí đó. Và một số trường hợp bệnh nhân bị sâu nữa là phần xương, tức cái lồi cầu này nó bị càng ngày càng ngắn đi, do bệnh nhân bị tai nạn, bị gãy lồi cầu hoặc là bị thủng lồi cầu, bị tiêu gì đó, thì khi đó thủng để khớp hoặc tiêu lồi cầu hoặc trật cái khớp ra trước thì phần này ngắn lại này. Thì một số trường hợp là một số bác sĩ là chỉ là điều trị đóng bất hời bệnh nhân thôi, nhưng sau bệnh nhân bị tái phát thì do cái nguyên nhân không được giải quyết. À, hoặc là ví dụ trong trường hợp là ok lồi cầu nó tiêu thì mình điều trị ổn định rồi, nhưng sau một thời gian tháo mắc cài ra cái lồi cầu lại chạm nhau, hai cái này mài mòn nhau lại ngắn đi thì nó lại gây tình trạng bất hợp lại tiếp. Do đó mọi người phải chẩn đoán được nguyên nhân trước. Thế trường hợp nào thì mình điều trị được, trường hợp nào mình điều trị được ạ? À, do răng là ok đúng không, do khớp mình điều trị được không? Cũng có thể được nhưng mà nó phải khó khăn hơn rất là nhiều. Nếu bệnh nhân là thường thường mình có nói như hôm qua mình nói bệnh nhân đang tăng trưởng nhé thì mình điều trị rất là tốt, nhưng bệnh nhân ngoài tuổi tăng trưởng thì mình cũng có điều trị nhưng mà rất là hạn chế, và đặc biệt là sau gần như sau 25 tuổi các kiểu là mình không điều trị với những cái này. Tất nhiên là mình thấy nhiều bác sĩ điều trị nhé, nhưng mà như mình có nói thì nó mình sợ là sau này tái phát cao. Làm gì mình gọi là yên tâm hơn chút xíu đó. Đây khi mình vẽ một dây này, dây cung mưu hoặc ghiêu đơn thuần là ban đầu giống như này, như hôm qua mình vẽ đúng không ạ? Hôm qua mình cũng vẽ là ban đầu thì cái răng cửa cùng răng cửa răng nanh thấp hơn này, cùng răng 4 răng 5 trồi lên cao hơn này, và răng răng 6 răng 7 thấp hơn chút, cái giống như một dây cong ngược của mình. Đây là điều trị cắn hở. Đấy, trong những điều trị cắn hở hoặc là những giai đoạn đầu mình điều trị thì cái này rất là hiệu quả đó. Thì với mưu hoặc ghiêu thì đi qua 5 bước cái này, thế mình chỉ cần nhớ hai bước thôi. Hai bước gì ạ? Nhớ hai bước gì ạ? À, là gọi là mũi đốt sao. Ok, thông thường là mình sẽ nhớ hai cái ưu việt của nó. Thế mình nhớ hai cái ưu việt của cái mưu hoặc cái ghiêu này so với bình thường. Đó là thiết lập được vị trí hàm dưới và thiết lập được mặt phẳng cắn đúng không? Đây là hai cái mình cần quan tâm nhiều nhất này trong khi mình điều trị với mưu ghiêu. Chỉ nhảy dây thẳng không làm được cái này, hoặc làm rất là kém, gần như là rất là ít khi chú ý đến cái này. Tuy nhiên trong mưu thì nó tốt hơn là phần này. Đó, tức là cái bước thứ ba và thứ tư để chuẩn bị cho cái này đúng không? Để chuẩn bị cho cái này thì bao giờ cũng phải làm đều làm phẳng trước này, làm đều làm phẳng trước mình mới đi dây vào được đúng không? Bởi vì dùng dây mưu là mình dùng dây to hơn, dây chữ nhật mà to hơn, cho nên bắt đầu buộc phải làm đều làm phẳng tương đối trước. Và một số trường hợp thì thường mình có thể dùng cái này để xử lý khoảng luôn, sau mình lắp mưu vào thì nó dễ hơn. Mưu cũng có thể mọi người là di xa di gần hoặc là kéo đóng khoảng được, nhưng mà hôm qua mọi người bẻ cái lúp đấy theo theo chiều chiều dọc nó làm trồi làm lún ok không? Mọi hôm người hôm qua mọi người bẻ cái lúc đấy thì thấy có làm trồi làm lún được không ạ? Nhưng mà kéo gần xa sao? Hoặc là làm nóng rộng cùng răng hoặc hẹp cùng răng là sao? Yếu đúng không? Rất là yếu. Hôm qua mọi người thử đúng không ạ? Có thể làm được nhé, nhưng mà mình thấy rất là yếu. Bởi cái bản chất cái dây cứ mình bẻ dài này này, một dây dài này khi mình bẻ ra mà mình muốn là nóng rộng cùng răng hoặc cái nó rất là kém. Hoặc khi mình kích hoạt lúp để mình kéo theo chiều gần xa nó hơi kém, kém hơn so với những lúp thông thường mình dùng. Mà khi mình kéo này này thì kích hoạt một cái là cả toàn bộ đống lúp này kích hoạt cùng lúc đúng không? Nếu mình kéo ra phía sau không ạ? Mọi hình dung không ạ? Kéo ra phía sau này thì lực rất là nhẹ nhàng. Cho nên gần như là để kéo theo chiều gần xa để đóng khoảng các cái mình thấy cực kỳ yếu. Do đó thường là mình có thể làm được là phẳng và thậm chí xử lý khoảng luôn. Nếu khe thừa các cái là mình mới đóng cái này trước luôn hoặc mình đi sang. À, tất nhiên có thể dùng được di xa trong cái mưu được. Tuy nhiên thông thường với bệnh nhân mà trưởng mà mọc hết răng đấy, nó thì mình đã làm đều làm phẳng và thậm chí xử lý khoảng luôn này. Là mưu gần như là giống như vậy, tinh trình hoàn thiện của mình. Để chuẩn bị được thiết lập vị trí hàm dưới, tức là kéo hàm dưới này ra trước ra sau các kiểu, thì mình bắt buộc phải loại bỏ cản trở cắn. Nó đúng là loại bỏ cản trở cắn là đúng nhất nhé. À, nhưng mà thông thường thì chỉ cần loại bỏ lồng mũi đằng sau. Đấy, có thể lồng loại bỏ lồng mũi đằng sau này. Và có thể loại bỏ là mũi đằng trước. Đằng trước thì kiểu có loại ba thôi thì mình cần cái này này. Còn trong trường đa phần các trường hợp thì loại bỏ là mũi đằng sau. Đó đúng không ạ? Sau tiếp tục bước cuối cùng này là tạo khớp cắn sinh lý. Đó, để các răng lồng mũi với nhau chỉnh trục các răng. Đó, ok. Để chú ý hai bước này. Hai bước này là cái quan trọng nhất của mưu. Khi mình làm ấy thì mình cần tập trung hai cái này thôi là mình sẽ nhớ được hết ok hết mấy cái này. Được chưa ạ? Thứ nhất, làm đều là phẳng, bao giờ mày có rồi, giống như chỉnh thông thường của mình. Thứ hai là loại bỏ cản trở cắn,
thường là chỉ là loại bỏ được muối đằng sau, hoặc có một số trường hợp loại bỏ được muối đằng trước đó. Thế làm sao để tạo điều kiện tốt nhất để cái xương hàm dưới của mình là cái hàm dưới mình có thể chạy được này, trượt được dễ dàng ra trước sang hai bên, được chưa? Rồi tiếp theo là thiết lập vị trí hàm dưới, tức mình dùng chun để bắt đầu kéo cái hàm dưới di chuyển đó. Và thiết lập khoảng cắn là mình bè các răng, cái này là răng này, được chưa? Làm điều làm phẳng là răng đúng không? Được chưa? Đúng không? Thường thời gian tác động của nó khoảng tầm 2 tháng. Cái này răng này, loại bỏ cả được cắn này, thường răng này tác động loại bỏ khoảng tầm 2 tháng. Vị trí hàm dưới thường từ 2 tháng đến 4 tháng. Mình hay làm an toàn khoảng tầm 4 tháng. Cái ca này dễ làm 2 tháng, ca nào khó hơn chút xíu khoảng tầm 4 tháng, thậm chí có những ca lâu hơn nếu trong trường hợp bệnh nhân hợp tác không tốt. Đó. Sau đó thiết lập khoảng cắn là tác động vào xương hay vào răng? Mặt khoảng cắn này xương hay răng? Răng, cái là răng là mình làm trồi răng, lún răng để có thể xoay được khoảng cắn đúng không ạ? Ví dụ mặt phẳng cắn của mình nó dốc như này thì mình cần phải trồi răng này, lún răng bên dưới này không ạ? Được chưa? Đó là cách khi mình làm. Hoặc là sau đó tạo khớp cắn sinh lý thì mình làm cho các răng lồng mũi tốt với nhau, hoặc là chỉnh nghiêng gần sang, nghiêng ngoài trong, nó tiếp đó nó ok. Đó, đó là những cái bước mình sẽ làm khi mà với Bill trải qua 50 bước cơ bản thế này. Thông thường là như vậy. Thứ nhất, để mà làm để làm phẳng thì dễ rồi đúng không? Mình gắn mắc cản đi dây cung, thường là mình sẽ ưu tiên sử dụng với dây thẳng. Cơ chế dây thẳng là dễ nhất. Sau đó loại bỏ cản được cắn hay loại bỏ lồng mũi đằng sau. Ví dụ như trường hợp đây chẳng hạn, đây loại bỏ lồng mũi đằng sau, mình sẽ làm những gì để mình có thể làm được cái này? Mình làm gì? Mình làm gì để mình có thể là các răng hàm nó hở ra được như vậy? Trồi răng hàm nhỏ đúng không? Trồi răng hàm nhỏ bằng cách nào? Này, thứ nhất nha, loại bỏ lồng mũi đằng sau này. Một là trồi răng hàm nhỏ bằng cách bật gì ạ? Bè bằng gì ạ? Bè bằng gì ạ? Bẹo trồi đúng không? Rồi, bẹo bạc trồi này. Bẹo dây, bạc trồi. Rồi, còn cách nào nữa không? Nếu giả sử mình có chun thì mình dùng chun gì? Nếu giả sử mình dùng chun thì mình dùng chun gì? Có thể chun thành hộp này không? Chun thành hộp vụ răng hàm nhỏ này đúng không ạ? Thì nó trồi được không? Đó, đó có hai cái, có hai cái quan trọng trong khi mà mình làm cái mưu nha. Thứ nhất là bẻ dây và thứ hai cái gì ạ? Kéo chun, phải có hai cái đó, phải hai cái đó thì ok nha. Thứ nhất tôi đang làm giọng cách bẻ dây hoặc là kéo chun hình hộp, được chưa? Thông thường thì cần bẻ dây này là ok rồi. Đó. Cái vấn đề thứ hai nữa là thế nào để loại bỏ lồng mũi đằng sau nữa? Một là tôi đang làm giọng, thứ hai là gì ạ? Lún răng hàm lớn. Lún răng hàm bằng cách nào ạ? Bẻ dây nữa hả? Bẻ dây lệnh gì ạ? Lệnh gì đến dây ạ? Lệnh gì đến dây để có thể lún được răng hàm? Một là thiết bách. Còn gì nữa không? Thiết bách còn gì nữa không? Thiết bách là mình bẻ như thế nào ạ? Bẻ nào chung? Thiết bách bẻ như thế nào? Bẻ cong lên. Tức bẻ cái đuôi dây cong lên, được chưa? Tức khi mình bẻ lúc này, mọi người để ý nha. Lúc bình thường mình bẻ ngang ngang này đúng không? Đúng chưa? Hai cái này thẳng với nhau này. Tuy nhiên có thiết bách, tức là bẻ chéo lên đây này, đúng chưa? Thì khi đó là cái thân năng mình nó nghiêng nó mới sao? Có hai kiểu lún, một lún lún thẳng này đúng không ạ? Ok không? Cách thứ hai là thân năng nghiêng nó sao này không? Thì nó có hở ra không? Bắt đầu một là lún thẳng này đúng không? Hở đúng không? Thế thứ hai là nghiêng này không ạ? Thế thì nghiêng về phía gần được không? Quật được không? Nghiêng về phía gần này răng hàm có hở được không? Nó không có chỗ để nghiêng gần. Nghiêng gần nó vướng các răng này ngay, nó không nghiêng được. Được chưa? Nó chỉ có nghiêng xa thôi. Đấy lý do tại sao phải răng 8. Ví dụ trong trường hợp này đúng không? Chỗ răng 8 thì nó mới lún được, nó mới nghiêng xa được. Còn nếu có răng 8 ở vị trí đó là không nghiêng xa được nhá. Mình hình dung được cái này không ạ? Thì lý do tại sao phải chỗ răng 8 nhá. Một là bẻ tiếp bách, còn gì nữa không? Bẻ bậc làm lún, đúng chưa? Bậc làm lún. Cái này dễ không? Thế giả sử kéo chun, kéo trước được chun không? Kéo được chun không? Ok, khi đấy mình sẽ nhìn thấy này. Khi mình bẻ dây như thế này này, trong giai đoạn này mình bẻ dây giống với dây gì? Thứ nhất là ví dụ răng vùng răng cửa này,
Răng nanh này, răng hàm nhỏ này là trồi đúng không? Răng hàm lớn này, lún này và có tiếp bách này. Nếu trong trường hợp mình muốn nhẹ nhàng thì bẻ một bậc thôi, ở vùng răng giữa răng 5 răng 6. Nếu mình muốn nhiều nữa, giữa răng 6 răng 7 cũng bẻ và có cái tiếp bách này, được chưa? Cái dây của mình giống như thế này. Hàm dưỡng tương tự như vậy. Trồi răng 4 5 này. Lún răng 6 7 này và có tiếp bách này. Được chưa? Nó giống cái dây gì ạ? Nó giống dây cong ngược đúng không? Hay dây revert đấy. Được chưa? Giống dây revert. Thế trong trường hợp này có điều trị được cắn hở mình không? Giả sử bệnh nhân cắn hở, điều trị được không? Thế giả sử bệnh nhân cắn hở thì mình để làm cái này có điều trị được không? Nó giống như revert lúc nãy đúng không? Nó hơi khó. Đó, nó vừa lún răng hàm, tuy nhiên là khi trồi răng hàm nhỏ thì lún răng cửa không ạ? Cái này nó hơi khó. Tuy nhiên có một cách, ví dụ như này đúng không? Thì mình có thể dùng thêm cái chun phía trước, mình ép cái phần răng này lại không? Mọi người hình dung ạ, dây revert của mình giống như thế này đúng không? Đúng không ạ? Khi mình dùng chun mình ép hai cái phần phía trước này lại thì sao? Phần phía trước nó không bị lún mà phần phía này nó lún nhiều hơn. Nó giống như này đúng không? Mọi người hình dung không ạ? Đây, thấy chưa, có bọc bay nhau. Khi mình ép phần này lại này thì phần răng hàm lún nhiều hơn. Do đó thường khi đó là trong giai đoạn đầu này mình dùng thêm một cái chun đứng phía trước nữa. Đó, tức là móc số 1 trên, móc số 1 dưới này. Phải giữ các răng cửa lại với nhau để nó không bị lún. Thì khi đó là tăng hiệu quả làm lún của các răng này. Cái này giống cái bọc bay nhờ. Cái điểm tựa mình ở đây đúng không? Vùng răng hàm nhỏ này thì khi đó làm lún, tăng tác dụng làm lún răng hàm của mình lên. Đây là khi mà kéo chun này. Đó, dễ không? Thế trên dây thẳng, nếu như vậy trên dây thẳng mình có làm được cái này không? Mình không dùng, không bẻ dây này, mình dùng được không? Đó, mình thường thường dùng cái dây cong ngược ấy. Nhưng mà có thêm một là bấm hút của phía trước, bấm hút vào giữa kẽ răng 2, răng 3 này được không? Xong mình bóc chun này được không ạ? Hoặc là mình bẻ thêm một cái bậc thôi, được không? Hoặc là có thể buộc nút Kobayashi vào các răng 2 sau kéo với nhau được không? Hoặc là kéo từ nút răng 3, nhưng thường thường là kéo răng 2 với nhau thì có thể là làm tăng hiệu quả là lún răng hàm để điều trị trong cắn hở nhé. Thế nếu dùng dây thẳng, còn nếu dùng dây bẻ dây là như thế này đó. Bước bẻ dây tương tự như vậy, đúng không ạ? Đây giống này không ạ? Đây là đầu tiên giống này không? Nhưng mà khi đó mình dùng cái chun mình móc đây thì vùng răng cửa nó không lún, mà khi đó tăng hiệu quả làm lún răng hàm, điều trị là cắn hở cho mình nhé. Đó, bước tiếp theo này, thiết lập vị trí hàm dưới này. Thế nếu trong trường hợp bệnh nhân của mình loại 2 thì mình kéo chun như thế nào ạ? Nếu bệnh nhân của mình bị loại 2 ở xương hàm dưới lùi sau thì mình kéo chun như thế nào? Ba trên đến 6 dưới. Rồi, ok, nếu móc vào các cái móc thì mình móc vào đâu? Trên này thì thường thường móc vào các cái hút, các cái lúp của mình thì móc vào đâu ạ? Móc từ răng 3 này đến răng 6 này. Nếu móc từ răng 3 đến răng 6, ok, dưới là trước, hàm trên lùi sau. Tuy nhiên có vấn đề gì không? Trồi cái nào ạ? Nó trồi răng nào? Trồi răng 3 trên và răng 6 dưới. Răng 3 trên trồi được không? Răng 3 trên trồi có ảnh hưởng gì không? Tạm thời chưa, nhưng răng 6 dưới trồi sao? Nó lại vướng cái này. Hôm qua mới nói đó, hôm qua mình nói rồi là bắt buộc cái này phải hở, sao mình chạy nó dễ đúng không? Sao mình kéo nó dễ? Tự nhiên đây là đã cố gắng để bẻ để nó làm lún cái răng hàm này để không chạm nhau. Để khi nó kéo được xuống dưới dễ đúng không? Nhưng bây giờ nếu mình kéo chun lại 3 như vậy, hoặc lại 2 như vậy, thì khi đó là răng hàm này trồi này. Được chưa? Thì khi đó khó. Do đó người ta không dùng cái chun dài như vậy, mà người ta thường dùng chun ngắn thôi. Cũng là loại 2 ngắn. Ví dụ kéo hàm dưới trước này, người ta dùng móc từ đây đến móc phía sau đây được không? Giữa vùng răng 2 đến 3 này kéo vùng răng 3 đến 4, được không ạ? Hoặc là từ răng 2 đến 3 này kéo từ răng 4 đến 5. Đó, thì nó làm trồi cái khối này được không? Trồi khối răng 4 5 này, được không ạ? Đó, tức mục đích của mình là như vậy. Tức là không kéo chun hạng 3 như bình thường hoặc hạng 2 như bình thường này, dài này mà loại 2 ngắn hoặc loại 3 ngắn. Còn nếu giả sử bệnh nhân của mình loại 1 rồi, xương loại 1 rồi thì mình kéo như thế nào? Nếu bệnh nhân cắn hở xương loại 1 rồi thì mình kéo như thế nào? Thẳng là như thế nào ạ? Đứng là từ đầu đến đâu? Thế là lúc em vừa nói rồi đúng không? Móc đầu tiên này, một trên một dưới, đúng chưa? Một trên một dưới này là đóng được cắn hở này không? Đó, đây là khi mình với từng trường hợp nhé. Loại 1 thì kéo chun đứng này thôi, loại này kéo chun đứng này. Đó, loại 2 thì kéo chun này, loại 3 kéo chun này, được chưa? Đó là khi mà thiết lập vị trí hàm dưới nha.
Khi mà cái xương hàm dưới mình về vị trí đẹp rồi, ok, thì bắt đầu mình là tạo mặt phẳng cắn, tạo lại khớp cắn đúng không, cho bệnh nhân đúng không? Đó, tức là khi đó, giả sử ban đầu mọi người để ý này, cái mặt phẳng nhai ban đầu của bệnh nhân nó bị dốc đúng không ạ? Đúng không? Nó bị dốc này, thì khi mình muốn xoay lại mặt phẳng cắn thì mình sẽ tiến hành này. Thứ nhất là mình làm trồi dần cái răng hàm lớn hàm trên. Được chưa ạ? Đúng không? Răng hàm lớn hàm trên phải làm trồi đúng không? Và răng hàm lớn phải làm lún dần này. Trong khi mà mình loại bỏ lồng mũi đằng sau, tức là khi mình đánh lún này thì sẽ ưu tiên làm lún răng hàm lớn hàm dưới, và răng hàm lớn hàm trên thì nhẹ nhàng thôi. Mà cách nào? Thế là bên trên này mình có thể bẻ tiếp bách thông thôi, hoặc là bẻ một bậc thôi, bậc làm lún thôi. Còn cái này bẻ tiếp bách và bẻ bậc làm lún đồng thời và tăng dần hàng tháng, đúng không ạ? Thì khi đó nó lún dần không? Đúng không ạ? Đấy là cách khi mình làm nhá. Thứ hai là giai đoạn sau này thì mình sẽ loại bỏ hết cái bậc làm lún này, bẻ bậc làm trồi thêm cái này không? Thì cái, những cái răng hàm lớn hàm trên nó trồi không? Còn cái răng hàm lớn hàm dưới mình giữ nguyên, hoặc là mình bỏ bớt một vài lệnh. Ví dụ đây kết hợp cả bậc làm lún và tiếp bách thì bỏ bớt một cái góc tiếp bách dần đi, thì những cái răng này nó trồi dần trở lại được không? Được chưa? Có người bảo thế bây giờ là thôi mình dùng chun trên dưới đây được không? Không. Tại sao không ạ? Tức là ban đầu khi mình nén cái này xuống nhiều đúng không? Mình làm lún cái này xuống nhiều này, sau khi mình chỉ cần kéo chun này, cái lực hai cái răng này bằng nhau thì cái nào nó trồi nhiều hơn? Chắc chắn cái này trồi nhiều hơn, cái kiểu là nó tái phát đấy. Ngựa của em lần cũ nó rất là nhanh, nó trồi cái này rất là nhiều. Mình có một số ca mình làm như vậy, nhưng sau là cái này trồi rất nhiều luôn. Do đó cái này mọi người chỉ cần bỏ cái bậc làm lún nó đi, hoặc là bỏ góc tiếp bách, bỏ một trong hai cái thôi, nó tự trồi rất là nhanh rồi, được chưa? Còn cái này phải bẻ bậc làm trồi thêm, tức nó vẫn đang tiến trình trồi ấy, phải bẻ bậc làm trồi thêm thì khi đó nó mới dễ được. Nếu không mà mình dùng chun trên dưới hai cái là nó sẽ rất là khó. Hoặc là mình có thể dùng chun chích, ví dụ đây dùng một chun đây chẳng hạn, và thêm một chun đây từ cái vùng răng nằm nhỏ này đến cái răng sáu này, thì cái răng sáu này trồi nhiều hơn, khi đó là mình có dùng chun chéo này được này. Nhưng nếu mình dùng chun như này thì sao? Thế là loại mấy ạ? Ba, lại kéo hàm dưới lùi sao không? Đây là bệnh nhân loại hai chẳng hạn. Thế cho đó mình dùng thêm một chun loại hai ngắn ở đây và một chun chéo ở đây nữa, thì vừa làm trồi răng này vừa vẫn là giữ cái hàm dưới mình nó không bị chạy ra trước hoặc chạy ra sau đó. Và sau cuối cùng là khi mình tạo được mặt phẳng cắn xong thì mình tạo khớp cắn sinh lý là bẻ tiếp bẻ tọt, hoặc là có thể dùng chun chữ B các kiểu để mình đóng khớp cắn này cho nó hoàn thiện hơn. Đó là trải qua 5 cái bước của làm cái mìu nhá, thông thường như vậy. Đây ví dụ giả sử đây một mô hình ca loại 2 đúng không? Trước sau điều trị. Đó. Thì hôm qua có nói rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thường thường là với những ca loại 2 này mọi người thấy sự thay đổi của xương hàm dưới rất là rõ. Còn với ca loại 3 thì nó khó hơn, nó ít hơn nhiều. Đây là các cách móc chùn đúng không? Nhắc lại cách móc chùn chút xíu. Chùn đứng này thì người ta móc thẳng trên dưới, thường thường móc số 1 trên, móc số 1 dưới. Chùn loại 2 hoặc loại 3 ngắn là từ móc số, ví dụ loại 2 ngắn là từ móc số 1 trên, móc số 2 dưới để kéo hàm dưới ra trước, hàm trên lùi sau. Nhưng thường hàm trên lùi khó lắm. Chủ yếu mình thấy là hàm dưới chạy trước. Bởi hàm dưới là hàm động, nó di chuyển được, là hàm trên nó dính vào cái xương lăng đĩa, qua xương bướm dính vào nền sọ nên khó di chuyển. Đây cái chùn loại 3 ngắn này, nó đi qua một móc này thôi. Thường mình kéo qua một móc này, hoặc thậm chí có thể trường hợp mình cần lực lớn hơn có thể kéo dài cái này chút xíu, tức từ móc số 2 này đến móc số 1 này, được chưa? Ở đến móc số 3 đến móc số 1 này, nó qua hai bước đó. Rồi đầu tiên mình chẩn đoán lại một cắn hở dễ rồi đúng không? Nhưng lúc nãy có qua rồi thì bây giờ mọi người có thể vẽ cái trình tự này được không? Loại bỏ qua cái giai đoạn làm điều làm phẳng đi đó, làm điều làm phẳng là như bình thường rồi. Bước loại bỏ lồng mũi, loại bỏ cản trở cắn này thì mình sẽ làm gì này? Bước này thiết lập vị trí hàm dưới mình làm gì, thiết lập mặt phẳng cắn này hoặc là tạo khớp cắn sinh lý mình làm gì được không? Thì có mấy cái nha. Đầu tiên là chẩn đoán, được chưa? Mình ghi ra giấy nha, chẩn đoán bệnh nhân làm sao biết bệnh nhân mình bị loại một cắn hở. Lúc nãy có nhắc rồi, bây giờ ấy lại chút xíu chẩn đoán trước nha, xong mới điều trị nha. Chẩn đoán trước đấy, mình cứ thỉnh thoảng mình ghi là mình sẽ nhớ, hoặc mình tự nghĩ ồ bệnh nhân bây giờ mình làm gì là sẽ rất là dễ. Chẩn đoán này, loại một, thứ hai là cắn hở. Rồi qua 5 bước này, một là làm điều làm phẳng này, thứ hai là bỏ lồng mũi đằng sau này, là bỏ cản trở cắn này, ba là thiết lập vị trí hàm dưới này, thứ tư thiết lập mặt phẳng cắn, thứ năm tạo khớp cắn sinh lý,